Trong khi nhiều địa phương còn loay hoay trong công tác xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông, thủy lợi, thì một số xã tại huyện Tiên Lữ đã thực hiện tốt công tác này. Đây là hình ảnh hộ gia đình anh Vũ Văn Chất, thôn Hải Yến, hộ ông Vũ Văn Thuận và hộ ông Vũ Văn Thạnh, trú tại thôn Triều Dương, đã tự tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp năm 2022. Từ tháng 3 năm 2017 đến năm 2019, xã Hải Triều có 25 trường hợp xây dựng công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, giao thông và thủy lợi. Tuyên truyền có xã, gia đình tôi cũng chấp hành, xã cũng đã quan tâm đến gia đình tôi và đã cho anh em đến tháo dỡ cùng với tôi. Xã Hải Triều đã tuyên truyền vận động người dân tự tháo dỡ 14 trên 14 trường hợp, đạt 100% kế hoạch từ năm 2017 đến nay. Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017 có 17 trường hợp vi phạm, giải tỏa được 14 trên 17 trường hợp, đạt trên 80%. Điều đáng nói là hầu hết các trường hợp sau khi tuyên truyền vận động thì đều được đả thông tư tưởng, nhận ra sai phạm. Đây là hình ảnh tại công trình nhà ông Nguyễn Đức Lưu và công trình của hộ anh Nguyễn Đức Sang, thôn Xuân Điểm, xã Hương Đạo, huyện Tiên Lữ. Trước đây nhà em thì đấy cũng có chương trình làm mở rộng chăn nuôi chương trình ở đây, nhưng mà sau một thời gian ấy thì nhà nước ra gọi là luật đất đai thì gọi là gia đình phải tháo dỡ, gọi là chấp hành thôi ạ. Được biết tại xã Hương Đạo đã xử lý và người dân tự tháo dỡ 8 trên 8 công trình vi phạm từ năm 2017 đến nay, đạt 100% kế hoạch, không để xảy ra trường hợp hộ tái vi phạm. Từ năm 2014 đến năm 2017 đã tuyên truyền vận động người dân tự tháo dỡ 15 trên 17 công trình, đạt gần 90% kế hoạch. Trong đó có huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành chính sách pháp luật nhà nước, niêm yết danh sách các hộ có công trình vi phạm tại Ủy ban nhân dân xã và cho đọc trên loa phát thanh. Đặc biệt là vận động cán bộ đảng viên có người thân vi phạm làm trước. Xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng hộ vi phạm để có xây dựng kế hoạch giải tỏa, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã đối với các trường hợp vi phạm để người dân trên địa bàn xã nắm bắt và theo dõi. Ủy ban xã hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện việc tự giải tỏa các công trình vi phạm. Chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để các hộ tự giác tháo dỡ, giao cho các chi bộ trên cơ sở là nếu có cán bộ đảng viên vi phạm thì đầu tàu gương mẫu thực hiện trước, sau đó thì đối với nhân dân trong quá trình làm thì không để người dân bức xúc. Kết quả giải tỏa vi phạm tại xã Hải Triều và Hưng Đạo cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm cũng như phương pháp cách làm hợp lòng dân đã góp phần làm tốt công tác giải tỏa công trình vi phạm. Giải tỏa xong, người dân không tái vi phạm.